Chân dung thạc sĩ Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phóng viên GAS. Ông Nguyễn Thanh Bình là người có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh doanh quốc tế. Tại Phóng viên GAS, người đàn ông sinh năm 1977 bắt đầu gia nhập từ năm 2009 và gắn bó cho đến hôm nay. Trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Phóng viên GAS, ông Bình cũng từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng khác như Trưởng ban Nhập khẩu và Phát triển thị trường khí, Giám đốc Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí, Phó Tổng Giám đốc Phóng viên GAS kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Ngang Vệ Nhiên Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phóng viên GAS cũng thay mặt ban lãnh đạo cam kết sẽ điều hành hoạt động Phóng viên GAS trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định có liên quan. Trong năm 2022, tính riêng phần lợi nhuận, bình quân mỗi tháng phóng viên GAS thu về hơn 1.255 tỷ đồng. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của phóng viên GAS là một trong số ít những mã cổ phiếu có tính ổn định cao, giá vẫn đứng vững bất chấp những biến động của thị trường trong suốt thời gian vừa qua.